Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách thêm phông chữ trên ứng dụng Cấp Cấp nha các bạn. Và video này dành riêng cho những bạn nào chưa biết, bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Bây giờ mình bắt đầu nghe các bạn. Rồi ha, các bạn muốn thêm phông chữ tiếng Việt, các bạn phải có được cái phông chữ tiếng Việt nha các bạn. Các bạn có thể tải ở trên Google hoặc là bất cứ nơi đâu. Và ở video này, mình sẽ để một cái đường link chia sẻ cái phông chữ mà mình hay sử dụng cho các bạn có thể tải về sử dụng nha các bạn. Đây là phông chữ mình chia sẻ cho tất cả các bạn nè. Có rất là nhiều phông chữ và hiện tại mình đang sử dụng cái phông chữ này. Nó các bạn có thể tải trên kênh YouTube Phạm Tâm Vlog, đúng cái video mình chia sẻ luôn nha các bạn. Rồi ha, sau khi các bạn đã chuẩn bị được cái phông chữ khóa này thì bây giờ mình sẽ mở Cấp Cấp lên. Đây, các bạn vào Cấp Cấp ha. Rồi, các bạn sẽ chọn là dự án mới nè. Ở dự án mới này thì các bạn sẽ chọn một cái video bất kỳ ha. Rồi, ở đây thì các bạn chọn văn bản nè. Tiếp tục các bạn chọn thêm chữ nè. Nhập một cái chữ bất kỳ, không nhập cũng được luôn, không sao. Rồi, các bạn mới lùi nhẹ thôi nha. Lùi nhẹ đây, cái mũi tên lùi nhẹ thôi. Đó, các bạn nhìn thấy nè. Ở đây là phần phông chữ. Có là thêm phông chữ nè, tiếng Việt, tiếng Anh. Các bạn chọn vào chữ thêm phông chữ cho mình. Thêm phông chữ. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào dấu cộng. Rồi, ở đây thì các bạn chọn là tải tập tin lên. Đến lúc này, những cái phông chữ của các bạn tải về nó sẽ nằm ở một cái tệp của các bạn ha. Ví dụ thường là mình để nó nằm ở cái phần download nha các bạn. Rồi các bạn cứ vào cái chân cái đó, nó sẽ có những cái phông chữ in về nè. Ở đây thì mình đã vào cái phần giải nén, tức là mình sẽ lưu cái phông chữ này cái phần giải nén nên nó xuất hiện như vậy nha các bạn. Rồi, công việc của các bạn là ấn vào một cái phông chữ bất kỳ nè. Tức là hôm nay có rất là nhiều phông chữ, các bạn thích cái nào thì mình chọn đó hoặc là các bạn chọn hết, nhưng mà ở đây thì mình thấy chỉ chọn được một lần có một phông chữ nha các bạn. Đây, bây giờ mình ấn vào một cái phông chữ ha. Đây. Đó, vậy là xong. Vậy là tải phông chữ xong rồi nha các bạn. Đây. Phông chữ mới vừa tải đây nè. Đó. Không hề bị lỗi tiếng Việt nha các bạn. Rất là đẹp. Ở đây nó còn rất là nhiều phông chữ, hình như mình nhớ là nó trên khoảng 200 cái phông chữ. Rồi ha. Mình tạm dừng video đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.